Nước mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Tiếng Rau 4.0. Và trong tập Tiếng Rau 4.0 tuần này thì mời quý vị và các bạn cùng với Color Man tham gia bán hàng để giúp đỡ ngoại chính Huyền Thoại bánh kẹp nướng tại Cần Thơ. Ngoại chính năm nay gần 100 tuổi. Đứng kế bên mình là dì Hai, năm nay ngoài 70 tuổi. Và dì Hai tính chính là con gái lớn của ngoại chính. Và mình đang có mặt ngay trước nhà của ngoại chính. Làm thế nào để hôm nay mình có thể bán được 500 cái trong khi mình chỉ có ở đây 350 cái thôi? Và làm thế nào để hôm nay doanh thu có thể đạt được tối thiểu là 10 triệu đồng? Quý vị các bạn hãy chờ xem. Nhắc đến những món ăn vặt bất hủ của tuổi thơ, không thể không nhắc đến bánh kẹp. Mà nhắc đến bánh kẹp ở thủ phủ miền Tây, lại không thể không nhắc đến ngoại chính, người phụ nữ đã dành cả thanh xuân đổ bánh mưu sinh. Cách đây một năm, Color Man đã có duyên gặp ngoại chính cùng hàng bánh kẹp Huyền Thoại. Ấy vậy mà khi quay lại Cần Thơ một lần nữa, Color Man chỉ biết xót xa bởi hình ảnh ngoại chính lùi cùi bên lò bánh. Giờ chỉ còn là những thước phim của quá khứ. Ê, trời ơi, nước không à? Bà khỏe không? Dạ. Dạ, con đi lên đi hả? Dạ. Ủa sao ngoại, ngoại... Ra ngoại đứng lên được không? Ê, con đỡ nha. À, từ ngoại đứng rồi hả? Các ngoại không nhớ con đâu, em đâu ha? Không nhớ nội đúng không? À, ngoại hơi lẫn rồi hả? Dạ. Tại ngoại chính cháu ngủ rồi. Dạ, chị là cháu ngoại. Chị là con. À, con quên, chết cha. Dạ, mình cũng lẫn luôn rồi. Mới một năm trước cái ngoại khỏe ha, mình đổ bánh rồi. Mình vô mình đổ bị khét, bị la quá trời luôn. Bữa nay coi như đủ yếu lắm rồi. À, bữa nay giờ cũng yếu hơn mỗi lần. Cô tên là Lê Thị Vân, là con gái thứ hai của ngoại. Nói thì có nhỏ thì ngoại không nghe, nó lớn thì ngoại nói trời ơi làm gì nạp tôi dưới vậy trời. Hôm nay nó không chịu có gia đình. Nó nói như có gia đình rồi đi theo người ta rồi. Bỏ mẹ ở nhà rồi mẹ làm gì có mẹ ăn, nó không chịu có gia đình. Ngoại kể rằng ban đầu ngoại làm bánh kẹp cốt chỉ để có đồng ra đồng vào, nhưng càng làm ngoại càng say mê, nên dù đã lớn tuổi, mắt yếu, lưng còng, ngoại vẫn gắn bó với gánh hàng đã cùng ngoại nuôi sống cả một gia đình. Bà ngoại hồi lúc nhỏ thì ngoại đi học, rồi xong rồi bắt đầu bà mới đi buôn bán rau bán cải. Bà ngoại nói thôi giờ bán rau chạy hoài, người ta đuổi hoài, chạy hoài thôi giờ về đổ bánh bán. Đó, là ngoại bán nuôi mấy chị em luôn. Cũng như ngoại làm để đừng có nhớ con, nhớ cháu đi xa vậy đó. Già cả rồi đâu có ai bước đi đâu được. Thành ra thôi để làm đi giết thời gian. Cứ vậy mình cứ làm mà bà. Cái kêu nghỉ thì không nghỉ đó. Chứ lợi thì không có bao nhiêu hết trơn. Nên hỏi con làm bán có 1000 cái không, rồi lên cho nó là 1000 cái đó, rồi con tính đi 1000 cái lợi với ai. Chiều khi ngoại ngồi hả, từ 5 giờ sáng ngoại đi ra, ngoại ngồi cho tới 8 giờ tối ngoại mới vô. Không ăn cơm luôn. Không ăn tại vì không biết sao mê làm không ăn. Bởi vì ngoại ngồi ghiếc lưng ngoại cộng chứ. Rồi con biết không, ở đây đâu có ai dám nấu nồi đâu. Sợ thấy cảnh ngoại biết lưng cộng sợ. Rồi năm tháng qua đi, ngoại chính cũng không còn đủ minh mẫn và sức khỏe để làm bánh. Lò bánh kẹp tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ còn đỏ lửa. May sao, dì Hai dẹp hết mọi bộn bề
về nhà tiếp lửa cho cái nghề mà dì luôn cho rằng quá vất vả. Con này nó không cho tôi mừng. Thứ hai, nhỏ này thứ hai nè. Nó nói má mừng chi nữa, mệt lắm. Má già rồi má mừng chi nữa, để tôi mừng. Nó không cho mừng. Tôi mừng đó rồi, má bán ra má lấy tiền. Nhiều đó má lấy đi, còn nhiều đưa tôi. Má đừng mừng gì nữa. Nếu như mà dì hai mà không ấy á, thì bà ngoại cũng vẫn làm bình thường à. Vậy là món bánh kẹp nức tiếng Cần Thơ theo đúng công thức của ngoại chính lại được tái hiện bởi con gái lớn của ngoại, người mà năm nay cũng đã ngoài 70. Những chiếc bánh kẹp trông thì chẳng có gì, nhưng hóa ra lại làm rất công phu, bởi công đoạn nào cũng đòi hỏi phải làm với tất cả sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kỹ càng. Sai một ly là đi một mẻ bánh. Để như mình đi đường, mình thấy người ta mừng, rồi mình ngồi chơi, mình hỏi thăm người ta, rồi mình về mừng. Mừng ngon thì mình để dừa khô, vắt lấy nước dừa khô đó để vô bột thì nó ngon. Rồi ở đường rồi vô mần ngon, rồi bán rẻ nữa, rồi bán nướng nhiêu ra hết nhiêu. Cắn một miếng bánh kẹp ngoại chính, đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhẹ, mộc mạc của bột và trứng. Tiếp theo đó là chút mềm mềm, dẻo dai, bèo béo của chiếc bánh mới ra lò. Và khi bánh đã nguội hẳn, thì chính độ giòn tan nhẹ bỗng lại là thứ khiến tâm hồn bạn reo vui như trẻ nhỏ được quà. Hồi cái lúc mà cô còn nhỏ đó là ngoại xay bột quá, rồi cô mới ngồi cô mới xay tiếp ngoại. Hồi lúc đó không có đồ người ta làm sẵn đâu, hoàn toàn lấy thủ công tay chân không đó. Cô hai thì xay bột thì ngoại nào vừa, rồi cô bỗng ngoại nào vừa có ai xay bột. Hai mẹ con thay phiên với nhau làm xong rồi bắt đầu dọn ra đó, dọn ra rồi ngoại cho ngoại nướng hơi, rồi cái cô hai mới ra là chỉ bán thôi chứ không đâu biết đổ, nhỏ không biết đổ. Nhìn dì hai cầm cuội làm bột bánh, chuyên tâm đổ từng chiếc bánh mỏng thơm vàng rượm, người ta lại bồi hồi như được nhìn thấy ngoại chính của ngày nào. Vẫn chiếc khuôn ấy, mẻ bột ấy đã cùng bao nhiêu thế hệ người dân Cần Thơ ngược xuôi đi qua năm tháng. Mai này, liệu có còn ai tiếp bước dì hai giữ gìn cái nghề của ngoại, hay món bánh nức tiếng một thời rồi sẽ mất hút khỏi nhân gian? Con đôi gánh hàng rong, tôi bước vào trong cuộc đời. Tiếng ru của con trong nôi là tiếng giao nuôi lớn đời tôi. Chào quý vị các bạn, mình đang đứng trước cái nhà thông tin của phường An Hòa, số 233 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, thành phố Cần Thơ. Bởi vì ngày mai tại đây sẽ là nơi sẽ diễn ra buổi ghi hình tiếng rào 4.0 cùng với ngoại chính và dì hai. Và kính thưa quý vị các bạn, thì cũng phải mất ít nhất là 2 tới 3 lần rồi mình đã lui là xuống đây rồi nói chuyện với dì hai, rồi nói chuyện với ngoại. Nhưng mà trên thực tế thì không có dễ dàng như quý vị các bạn nghĩ đâu. Tại vì bây giờ ngoại năm nay là ngoại chính, năm nay đã 97 tuổi rồi. Và hiện tại ngoại chính nó rất là yếu, nói chung là cũng hơi lẫn nữa. Cho nên là thành ra ngoại cũng không có biết là ngoại không có biết có tham gia được hay không. Còn dì hai thì năm nay ngoài 70 là con gái lớn nhất của ngoại, cũng chưa có gia đình. Mà dì hai thì
cũng rất là ngại xuất hiện bán trong nhà, trong cái hẻm sâu đã quen rồi. Bây giờ bắt đầu mở tổ chức lại đây rồi, xong rồi mà bán ra ngoài rồi bà con bu tới này nọ này kia thì chị Hai rất là ngại, nhưng mà rất là may là mình cũng đã thuyết phục hai lần. Một lần trước thì thất bại, lần thứ hai thì thành công. Dạ, giờ ngoại cũng phải khỏe nha. Hứa nghe, hứa khỏe phải chờ con xuống, con làm một chương trình tiếng rau rồi tính tiếp. Giờ chắc là 1-2 tuần nữa em khoảng 2 tuần nữa em xuống nha. Em xuống em làm một cái chương trình em bán phụ cho nha. Nhưng mà giờ làm sao đưa ngoại ra mà ngồi một cái chỗ nào mới bán được chứ, mới bán đông được chứ. Chở ngoại lên xe hả? Không, nhưng mà ở đây không đông được á, tại vì người ta sẽ đến rất là đông. Dạ, thì em lấy xe chở ngoại ra thôi được không? Được hả chị? Thôi ngoại ngồi ngồi trong kia kìa. Giờ ngoại đâu đổ được hả? Ngoại giờ thua. Trời. Giờ còn có mình chị Hai đổ à? Chị Hai làm thôi chứ ngoại giờ thôi ngoại đâu. Dạ. Trời, khán giả bữa coi xong rồi khán giả trong nước ngoài nước rồi kêu quá trời quá đất. Nói là giờ làm sao mà thuyết phục hay là ráng giúp cho ngoại bán một buổi. Nhưng mà ngoại ngồi coi cũng được rồi, chị làm thôi. Dạ, ngoại ngồi thì đưa ngoại ngồi ra phía đầu hẻm á. Em nghĩ chắc ngoại đi được mà đúng không? Hay là mình có đó thì em dắt ngoại đi. Giúp em với lại khán giả. Dạ, khán giả rất là muốn làm cái tập này để giúp cho ngoại về chị Hai. Dạ. Rồi. Vậy ha. Rồi. Dạ, rồi vui nha. Dạ. Rồi, không xúc động nha. Nhưng mà tới giờ phút chót, tức là mới ngày hôm qua thôi, mới sáng ngày hôm qua thôi thì mình nhận được thông tin là có một cái kẻ gian vào lừa ngoại, lấy hết tiền trong túi của ngoại là khoảng mấy triệu bạc. Đó, cho nên là bây giờ dì Hai cũng đang lưng chừng, cũng chưa biết là có đồng ý làm hay không. Mà bây giờ mình phải xuống hôm nay, mình phải xuống thật sớm để mình trò chuyện với dì Hai mới biết được là dì Hai có đồng ý tham gia hay không. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng theo chân Colin để vô thăm ngoại chính và thăm dì Hai coi tình hình sau khi bị mất cắp nó như thế nào. Rồi, đây là cũng là cái con đường quen thuộc mà để vào nhà của ngoại chính đây. Từ cái đầu con hẻm 233 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, thành phố Cần Thơ này đi vào nhà ngoại, là con đường này nó khá là dài. Nãy giờ cũng mất hết mấy phút đồng hồ rồi. Quý vị các bạn thân mến, thật sự mà nói thì Tiếng Rau 4.0 là không chỉ giúp đỡ cho các bà con mà buông gánh bán bưng, một trong những cái mục đích và ý nghĩa của Tiếng Rau 4.0 đó là làm sao để đưa lại những cái hình ảnh, những cái tiếng rau mà nó rất thân thương đi vào lòng của chúng ta ở những thế hệ mà mình có thể nói là cái thế hệ trước đây giống như mình. Tiếng rau, ai bánh mì nóng không, hay là ai tàu hũ nóng không, những cái tiếng rau đó nó đã trở thành một cái nét văn hóa, nó là một cái gì đó rất là thân thương với đời sống của tất cả chúng ta. Và bây giờ trong cái cuộc sống hiện đại, khi mà mọi thứ nó đã được nâng cấp. Dạ, chào anh. Và giờ trong cái cuộc sống hiện đại, khi mà tất cả mọi thứ đã được nâng cấp rồi thì dường như cái tiếng rau nó không còn nữa. Và đó cũng chính là cái mục đích và ý nghĩa của chương trình Tiếng Rau 4.0. Lúc đầu là mình tính là vừa cảm ơn nha. Ok, để vô thăm ngoại cái đã. Rồi, ngày mai ra phụ nha. Đó thì cũng có một số quý khán giả cũng khuyên rằng là nên làm ở đây, rồi bà con chạy ở đây ủng hộ cho ngoại để cho ngoại khỏi phải đi. Nhưng mà trên thực tế là ở đây mình thấy cái tình hình giao thông, như bà con cô bác thấy ở đây làm sao mà bày ra bán làm sao, rồi mọi người đứng như thế nào, rất là khó. Cái đường này nó nhỏ nữa cho nên sẽ ảnh hưởng giao thông rất là khó để cho cái chương trình Tiếng Rau có thể diễn ra một cách tốt đẹp. Rồi, chúng ta tới ngoại rồi. Đi từ đầu đường tới đây là thở rồi. Thở rồi. Ồ, đây rồi, chị đang bày ra hết, còn ngoại thì đang ngồi trên. Ngoại nằm đi. Dạ, buồn hả? Buồn. Rồi, hôm nay đừng buồn nữa nha. Trời, sao mắt đỏ que vậy? Sốc từ sớm giờ. Ngủ vậy hả? Nằm đây ngủ hoài. Buồn
ngoại bữa làm sao vậy? Bữa bà ngoại mày mất tiền sao? Mất hết trơn hết trời. Mê quá trời mất hết. Sao mất? Vô túi người ta lại người ta móc. Trời đất. Vô, mà vô nói gì mà vô móc túi được của ngoại hay vậy? Bỏ túi người ta lại người ta móc hết. Còn ngoại nhớ mặt không? Mất hết trơn hết trời. Mấy người nào đi đó, mà thấy gì ta cũng cho. Dạ, yeah. Ngoại có nhớ con không? Sao không nhớ trời. Nói con chung là giữ tiền cho giờ, gì? Giờ đó. Dạ, con đi từ sớm mơ, từ Sài Gòn xuống đó. Đây, xuống. Có ăn uống gì chưa? Dạ, con ăn cơm rồi mới chạy vô đây thăm ngoại nè. Dạ. Rồi chơi một chút rồi về. Dạ. Yeah. Yeah. Đâu có, ngày mai mình ra ngoài đường mình bán bánh kẹp. Nha, ngoài mai ngoài ra bán với con nha. Ha. Là lo bán với con một lần cho vui ha. Đó, ngày mai con với chị hai sẽ mang cái đem lò lý của làng trước bán nè. Bây giờ bả mới làm á, chứ mới làm bột á. Bả à. Bà kêu đó, gì bà hai kêu đang làm đó. Đó dạ bà kêu con, bà kêu con hả? Là kêu sao? Tôi đâu có biểu kêu xong rồi tôi nói bà đâu có xuống đâu mà kêu. Dạ. Ở trẻ anh ta cũng mắc mần này chứ nữa. À, không thì thông báo thôi. Kêu không. Con biết con xuống chứ không kêu con đâu có xuống. Không, con cũng tính con chắc chắn là con xuống. À. Nhưng mà kêu để thông báo là nói chắc ngày mai chắc không bán được. Đó thì con mới nói trời vậy sao được. Thôi thì lỡ rồi bây giờ mình không phải... kêu ngày mai cũng xuống. Dạ. Kêu gấp mà cái gì. Không nhưng mà thông gấp. Báo để con biết chứ không. Dạ. Kêu gấp mà xuống. Không gấp. Chứ hôm nay phải xuống rồi, hôm nay xuống để quay cái cảnh làm bột nè. Không biết trời. Có một chuyện gì không mà kêu. Trời. Mới cút này có hai xả lỏ có chuyện chuyện. Hai làm bánh há cảo ngon lắm đó. Dạ. Hai làm bánh há cảo ngon lắm. Nhà hả? Ồ, nhà làm bánh há cảo ngon lắm. Một ngày ở đây là hai bán có 300 cái. Hồi xưa đó hả? Rồi con bánh này xưa, bánh này ai làm? Bánh này thì ngoại tự làm, ngoại bán. À, là trước lúc mà ngoại còn làm được á hả? Ừ, ngoại tự làm. Là chị đi làm bánh há cảo, chị đi bán? Ừ, bánh há cảo bán đây. Ồ, vậy là dì hai trước là đi làm bánh há cảo bán. Rồi để dì trở rồi cha mẹ có gầy không? Dạ, đâu có gầy gì. Gầy con á? Dạ không, trời không biết con đi làm mà gầy gì. Nói con đi chơi đâu mà. Đi chơi đâu, đi chơi, xuống thăm ngoại mà. Trời ngày mai làm sao mà mình làm được 500 cái ta? Đây sắm sữa, bả đèn đốt rồi tối nướng. À, dạ, tối nướng bánh hả? À, xuống liền. Xong rồi nướng xong rồi bắt đầu hết cái thùng đó xong rồi mới có cái phần bột này. Phần bột này là coi như là nướng tới 10 giờ. Sáng nướng một chập nữa là bảo đảm cho em là trên 500 thôi. Trên ông gì trên nổi không? Nổi. Còn nghe em lo quá. Chị hai không đồng ý để mình đi mình mua bột ở đâu hết. Không. Đó, chị hai nói thôi để chị hai chịu cực một chút xíu, mất 2 ngày cũng được, 2 ngày rưỡi cũng được. Chị hai sẽ cố gắng chuẩn bị đúng 500 cái để cho em bán làm sao đủ cho khách thôi. Đây, ngoại chính, huyền thoại. Bánh kẹp nướng ở Cần Thơ. À, ngoại già như chuối chín cây, năm nay ngoại 97 gần trăm rồi. Đó bây giờ nếu mà một ngày thì sẽ không có được lại những cái tư liệu mà nó quý như thế này. Và cùng mình cũng hy vọng là ngày mai mình may mắn. Thì là hy vọng là không chỉ có chị hai, có khi ngoại hứng lên, ngoại sung lên, ngoại ngồi, ngoại đổ vài cái bánh biểu diễn cho bà con coi thì mình nghĩ rằng những cái hình ảnh nó là trên cả tuyệt vời. Ngày mai vào lúc 17 giờ mình sẽ giúp cho ngoại chính cùng với dì hai đó. Bây giờ là hai chị em sẽ cố gắng đó. Bữa là dì hai từ chối rồi đó mà tôi năn nỉ vì ba bận rồi bốn bận rồi xuống năn nỉ mà cuối cùng là dì hai cũng thôi hy sinh luôn, quyết định luôn. Đập trứng vô đây nha chị. Dạ, đập trứng vô đó. Được, trời ơi mấy chuyện này nhỏ rồi này. Hai là hai trứng đập với nhau hiểu không? Oh. Cười vậy đó. Đó. Xuất sắc. Lấy trứng gà đập trứng vịt. Lấy trứng gà đập trứng gà trứng gà.
Được. Hay. À, lúc đó hai người không biết đó, thằng cháu nội mới có 6 tuổi anh chị đó trời. Ờ, à, hay thiệt á. Một trong cách đập trứng là lấy trứng đập trứng. Hai cũng đập như em nãy rồi đó. Nó nói nội để con chỉ cho. Chỉ gì trời. Không biết gì trơn, hai cái đập lại đi. Chết. Đó, mày thấy con giỏi không? Đập đập khó như cỡ đập trứng đập trứng vịt thì mà con còn đập dạ. Được, mày thấy không? Nó giận cứng bụng quá. Đó. Rồi. Con này lấy cái trứng lấy đập vô trứng nào. Đâu, đánh đâu ngoài, ngoài đánh thử con, ta biểu diễn con coi. Ngoài đánh đi, ngoài đánh đi. Để xuống ngoài đánh đi. Ngoài đánh cho hai quà. Không, nhưng mà ngoài chỉ quậy quậy thôi. Còn đánh mạnh là mình đánh. Mình đánh đúng không? Rồi. Chưa coi như nhưng vậy. Mà bây giờ nó có cái máy đánh trứng nhưng mà mình vẫn đánh bằng tay vẫn ngon hơn hả chị? Đánh bằng tay nó ngon hơn đánh. À, mấy đứa sinh viên nó cũng có tặng cho ngoài cái máy đánh trứng kìa. À, mà hai đâu có xài đâu. Dạ, dạ. Hai không có xài. À, thấy chưa? Cụ bà 100 tuổi vẫn ngồi đánh trứng phà phà. Dịu lắm nha. Dịu lắm luôn đó. Có năm nay ngoại yếu đó, năm 19 ngoại làm nên đó. Em nhớ năm ngoái là ngoại còn ngồi ngon lành lắm. Dễ phụ nha. Để lên. Rồi. Đánh nha ngoại. Lật nha. Để con. Lật là ăn đủ luôn. Đánh sao ta? Đánh vậy hả? Vậy từ đánh đi. Rồi, thất nghiệp luôn. Còn ngoài đánh nổi bọt lên luôn rồi, hay không? Không văng ra ngoài, đặc biệt là không văng ra ngoài. Mày mỏi tay không? Để con đánh cho. Giờ con biết rồi. Đó. Ngoài đang ngồi giám sát. Giám sát quy trình đánh trứng, quy trình nhồi bột, làm bột. Còn giờ mình đẩy lại cái này lại. Đó, cái này đẩy lại. Dạ. Làm tiếp tục kia. Dạ rồi, làm ra kia đi. Rồi. Mình thử coi nha, cái này nặng nhiêu nha. Cũng mấy ký á. Cái này cũng phải 4-3 ký á, ít nhất là 4-5 ký. 1 ký rưỡi bột. Rồi 1 ký rưỡi đường là 3 ký rồi. Dạ. Sau khi ấy bột rồi giờ chị Hai sẽ ra bắt đầu nướng bánh. Đó. Mình cũng sẽ đứng coi chị Hai dì Hai nướng bánh xong rồi mình sẽ bắt trước mình nướng. Đó. Thì dì Hai sẽ nướng bánh bánh ngon, còn mình sẽ nướng bánh khét. Ngon bánh ngon nó có giá trị của bánh ngon mà bánh khét nó cũng có giá trị của bánh khét. Nhưng mà cái nào nó cũng mặt đúng không bà con. Nếu như mà các bạn đã xem những cái tập trước đây đã từng thấy mình chuối mình đã nướng chuối mà khét lẹt mà vẫn bán được thì hôm nay mình cũng sẽ nướng bánh cũng khét lẹt mà vẫn bán ngon, vẫn bán được như thường, còn bán được giá được khác. Đó, mai nhớ chuẩn bị bao tay cho anh nè. Mua thêm bao tay cho ngoại nữa nha. Ngoại cầm bằng tay. Cầm tay không luôn. À, ngoại không cần bao tay luôn. Tay không giơ tay. Tôi cứ mua thủng sẵn. Tay không giết cọp. Ngoại nóng khuôn chưa nè. Ồ, để nó phải nóng vậy hả? Rồi nó nóng khuôn mình đổ nó mới được em. Tức là quét một cái phủ một cái lớp dầu ăn rồi đừng phải đợi cho nó nóng cái khuôn lên mới nấy được. Chỉ chờ cho nó nóng thôi. Mình cứ tưởng là ấy ra xong rồi đổ vô liền luôn. Nó dính chết à. Tinh thần là chiều nay là chị là dì Hai là tiếp tục sẽ đổ. Tối nay là đổ tới khuya luôn. Đổ tới khuya là sáng mai đổ tiếp để làm sao mà đủ 500 cái để ngày mai là chiều mai vào lúc 5 giờ 500 cái bánh kẹp nướng huyền thoại theo đúng công thức của ngoại chính gia truyền. Ủa sao mình canh được hay vậy ta? Canh là khéo là nó sẽ không bị khét hả chị? Ừ. Rồi em phải đảo nó mới được. Đó, bánh này vừa ra để nguội xíu nó giòn lắm. Còn có mè nữa.
Đây mình sẽ được thường mình là người đầu tiên được thưởng thức cái bánh này. Đó, nãy mình cho mấy đứa kia ăn, mấy đệ tử mình ăn bánh nguội mà tụi nó khoái lắm. Tụi này bánh ngon lắm, cuối cùng đâu biết bánh ngon nhất là để dành đây cho cậu có lưng. Nó vẫn giòn mà nó có cái độ dẻo dẻo. Một chút xíu nó nguội á. Nó nguội coi như là nó nguội, nó không còn độ nóng nữa là nó giòn. Dạ, ngon lắm. Lần nào xuống đây mình cũng làm mấy nhiều cái. Sao đó. Cái màu là thấy ngon rồi. Màu tự nhiên của bột, của trứng. Màu của trứng ngon á. Có nhiều người ta không có làm trứng thì để màu vàng. Cái nào mở ra được ta? Đừng mở sớm hả? Đừng mở sớm. Mở sớm thì nó còn non á. Có lật lại không chị? Lật. Ủa, nóng. Trời ơi, khéo tay hay làm. Đúng là khéo tay. Nó lòi ngón. Trời ơi, bao tay này hàng hiệu, nó lòi ngón. Tôi đâu thấy đâu, tôi lò thọt cái ngón ra, nó phỏng tay luôn. Thiệt tình. Ủa, phải lật lại lần nữa. Em vô hai nè. Nó đi gì nè, bắt đầu trong. Có vẻ dễ dàng, rất nhẹ. Rồi lấy cái đất khửi móc vô một cái thảy. Rồi, dạ, để em thử nha. Một muỗng hả chị? Gạt đít nó, để nó nhiều đó. Gạt cái đít. Nó đặt bột rồi. Đổ gồng quá vậy. Nó giống như đi tập tạ vậy trời. Rồi em lại đi chạy nó đi. Nó đặt bột rồi nó không chạy ra được. Đổ cái bánh toát mồ hôi. Nha, để cho người hai đổ cái em nhìn nè ha. Nãy giờ em cũng nhìn rồi đó. Nhưng mà cuối cùng cũng đổ trớt quớt à. Chứ thấy gì đó chứ không phải dễ đâu. Dồn á. Hồi đó ở ngoài nè, đi làm với ngoại bị ngoại lao rồi. Bị ngoại lao hay ha. Cái tự ái thôi. Để cho bà làm mình lên đi. Coi xong. Rồi dây. Đây. Cái độ phải để nó nghiêng ra một chút. Dạ, để cái độ hơi nghiêng. Dạ đúng rồi. Nha. Xong bắt đầu từ đây, kéo qua. Cái bột nó đẩy xuống, em hiểu không? Cái bắt đầu mình mới lắc nó. Lắc từ bên này qua ẹo tới ẹo luôn. Xong giống như múa ba lê vậy. Đó, lật nhẹ nhàng rồi đó. Để coi cái bánh này của mình nó đẹp lắm luôn, mình biết trước rồi. Háo hức qua muốn hé là coi đúng không? Thăm chưa, chờ chút. Tại thang này hơi yếu rồi đó. Tại thang yếu nha, chứ không phải tại mình đổ dở nha. Bà con đừng nói tôi đổ dở nha, tôi đổ giỏi lắm mà. Tại do lỗi do thang, rồi do gió, rồi do cái khuôn nè. Cái khuôn này nó hơi không đúng chuẩn nè. Nói chung là nhiều lý do lắm. Lúc mà làm được thì cái gì cũng hay hết á. Lúc làm được mọi người thì... Đó, còn cái bánh nó xuất sắc giống cái bông không? Đúng không? Ồ, khó dữ trời. Nóng nó nè, nóng như lắm mà. Oh, wow. Well. Rồi, để làm thử lại này nha. Rồi, nó phải có một độ nghiêng đáng kể. Em đổ chị hai đổ. Chị hai đổ đi, em cầm được rồi. Cái này là phải vợt trước nè, để ngày mai nè. Đó. Hạ xuống một tí. Rồi xong bắt đầu nghiêng qua. Nó còn hủng mình nghiêng cái tới bột đặt cái là xong rồi đó. Rồi cả nước. Mình nghiêng tá lả vậy. Rồi tự mình thưởng cho mình cái bánh này đi. Như cái bông. Cái bánh như cái bông luôn, nó tài le hết trơn. Rè rè đó, bông đó, bắt bông á. Coi như mình cầm một bên rồi đó. Đó, như vậy xong cái em. Nói chung là khi mà nó vô trong miệng thì nó cũng như nhau hết à. Tại nó cũng từ một loại bột mà ra hết. Đó. Đây là cái bánh mà trong được rồi mình ăn cái bánh kẹp, đây là cái bánh ngon nhất. Ngon nhất luôn. Thiệt thử luôn á, tại vì do mình đổ. Trời ơi, cái bánh này 2.000. Sao sống nổi trời. Đổ mướt mồ hôi luôn cái bánh 2.000.
Trời trời, có nhiều người em biết còn trả 10 ngàn, 6, 7 cái nữa. Là em nhớ hồi xưa như có 1 ngàn nữa đúng không chị? Hồi đó có 1 ngàn hả? Em nhớ như năm 2019 đó, em vô đây thì như cái có 1 ngàn đó. Ông ngoại bán 1 ngàn á, rồi em biết ngoại đổ nó khét. Trời ơi, cho người ta cho heo ăn không đó. Rồi nằm ngay mấy cái gì đó, thấy ngoại gì cũng trả tiền bột rồi cho ngoại, cũng không có ấy. Nhớ hồi trước em ngồi đây là phụ ngoại đổ nè, đổ xong bị khét. Không bị ngoại ngoại la quá trời. Trời ơi, ông ấy không biết đổ. Rồi, quá ngon. Bánh này quá ngon luôn nè, bánh này tôi làm nè. Sao thì hơi gì nè, em đâu đây, chỉa qua đây à, đỡ chỉa qua, dỡ lên thôi. Ngon, nó hơi phải khét khét cái gì thì mới ngon nè. Cái này nó không thiếu dầu rồi phải không? Thiếu dầu cái nó dính quanh thiếu kia. Dầu cái nó dính qua. Cái này thêm dầu không chị? Vậy được hả? Em chỉ cầm một tay này thôi, hạ nó xuống một tay gì đó. Rồi để em đấy, rồi em một lần nữa. Rồi dạ, em thử. Rồi này, mình sẽ dạ, đổ cái bánh này thì nhiều, mè cho bà con bán nha. Cái bánh này cũng xốp nữa dạ. Trời ơi, nó cũng kỹ thuật cái bánh đó mà. Đừng có ngại nó đổ dạ, nó cãi nó phải chảy ra ngoài rìa nó vậy chút xíu nó mới ngon dạ. Rồi, hãy cùng chờ xem cái bánh này của mình cuối cùng cái bánh này như thế nào. Hôm nay thực tập đấy, mai đổ 500 cái. Nãy giờ đổ mấy cái 3 cái, mướn mồ hôi. Cái gì hai đổ không? Tổ phát đều coi đây. Coi như là mình cho cái giá cao lên. Cho cái giá cao lên em à, biết sao cái độ nó xuống mà cái bánh nó cũng được xốp à. Nó mỏng vừa nữa à, chứ không là nó sẽ bị dày ha. Ờ, nó bị dày à. Bởi vậy đời cái gì cũng phải học hết á. Mà có những thứ mình học hoài nó cũng không tiến bộ được. Riêng mấy cái vụ này nè, từ ngày làm chương trình Tiếng Rau 4.0 giờ là cái gì mình biết rất nhiều thứ luôn mà không có thứ nào mình biết ra hồn hết. Đổ bánh cũng biết là rồi làm đá bào cũng biết rồi làm cái gì và nướng bánh nướng chuối cũng biết. Chú nướng hả? À? Chú nướng. Dạ em nướng nướng 10 miếng hết chơi, khét hết 8 miếng. 10 miếng 8 miếng. Càng ngày càng giỏi, mười mấy tập là làm được mười mấy nghề luôn mà nghề nào cũng không giống nghề nào hết thôi. Đạt kỷ lục luôn đó. Đạt kỷ lục luôn. Nè nè, để hai cào cái này cái nào đúng không? Mình bánh này sẽ siêu ngon nè. Có mình ra cái nó bị dính á. Quá ngon. Trời ơi. Đây. Chị á. Em nhớ rồi chị á, nãy kỹ thuật chị á. Đó, kỹ thuật chị với kỹ thuật chôm là nó cũng phải có bài đó. Chích chích qua đây, chích chích qua mèo lại, mình chặn mình dở cái nó rồi. Đấy, đó, vậy đó vậy. Thấy chưa? Rồi, lần nữa đi. Nó đổ bánh bắt đầu ghiền rồi đó. Trời ơi, đều quá. Oh, wow. Xuất sắc. Rồi, cái bánh này lại thêm một chiếc bánh xuất sắc. Nóng tay rồi đó. Bà ngoại tay không luôn á, bà ngoại tay không luôn mới ghê á. Bà ngoại tay không luôn mà hai thấy nóng ruột luôn á. Thì hôm nay mình cũng đã học được, cũng đã được theo dõi cái quy trình làm bánh nè, rồi đánh trứng nè, rồi làm bột nè, và cái vui nhất là đổ bánh. Và hôm nay mình rất là may mắn là mình đổ 4 cái mà mới có khét có 1 cái thôi, còn một cái thì nó nở nó thành giống như bông hoa. Còn 2 cái thì có 1 cái rất là khá đẹp, con cái này chắc chắn là sẽ đẹp nữa nè. Rồi cái bánh này tuyệt vời luôn. Điềm quá ha. Dạ, thôi mọi người sợ tôi chưa? Chứ tôi cũng sợ tôi lắm rồi đó. Hồi lúc đó hai mớ chứ gì nên trời ơi nó không cầm lửa cháy đầu được, cái miếng nó phồng á. Rồi cái nó không ngoại, con làm nữa đâu ngoại ơi. Bắt đầu ngoại ba cài vòng cổ rồi. Dạ. Hai nói ai không có chịu làm nghề này, chắc giả lắm. Đúng bài đó. Vô mặt mày hả, giống hệt như là ông tiên ông táo vậy đó. Hay ha, làm cái khuôn nó 50 năm trời, dễ sợ. Em biết hồi đó là một cây sắt mà bây giờ giống hệt như là cây nóc đó, là biết cái tay vuốt không á. Rồi. Cái tay vuốt không á. Bởi vì ngoại tay chân ngoại hả, trời đất luôn. Tí, 2 phút. Bánh này có vẻ ngon á. Cái này cục thang nó đang cháy đó. Rồi, đó. Sẽ còn ngay vàng nữa, sẽ còn dạ, sẽ còn phải đổ. Đây cái khuôn. Cái khuôn này huyền thoại, khuôn 50 năm đây bà con. Đó. Nha.
sau này có gì là mình sẽ xin mua, mình sẽ xin mua lại cái khu này để mình để đấu giá trong viện bảo tàng tiếng Rào 4.0. Nhớ nha, nhớ ra ủng hộ cho dì Hai, nhớ ra ủng hộ cho ngoại chính nha. 500 cái bánh kẹp nướng huyền thoại đang chờ quý vị các bạn. Mình đang có mặt ngay trước nhà của ngoại chính. Coi như là ngày hôm qua đã chuẩn bị cả hơn một ngày rưỡi, nhưng mà cuối cùng thì cái số bánh tại đây chỉ có vỏn vẹn 350 cái mà thôi. Trong khi là sứ mệnh được đặt ra cho mình, thách thức cho mình được đặt ra ngày hôm nay là phải bán được 500 cái bánh kẹp. Thế mà bây giờ chỉ có 350 cái, mình chưa biết tính sao. Ở đâu ngoài mình tranh thủ sẽ cố gắng đổ thêm 50 cái nữa là được 400 cái. Còn lại một ra còn 100 cái nữa, kiếm đâu ra. Mình sẽ có cách. 372 phép thần thông của Coleman sẽ làm sao biến lòi ra thêm 100 cái nữa. Ở đây là cái chiếc xe được trang bị để là chút xíu nữa mình sẽ chất lên bếp lò rồi xong rồi bánh trái rồi đi qua luôn. Vậy là bây giờ mình để hai cái lò lên trước. Dạ, hai lò lên trước. Dạ. Nóng nóng hay không? Nóng. Đây em ấy chứ. Nóng thì mình. Không được, không sao. Không thành vấn đề. Trời ơi. Giờ để lên luôn phải không? Rồi chính chỗ nè, nước sôi nè bà con ơi. Giờ để đâu? Chơi cái đầu tư cái xe này hơi bị dữ luôn á. Rồi chắc cú. Rồi vô thăm ra ngoài sao nè, ngoài đâu nè. Giờ con đẩy ra ngoài kia con chuẩn bị các cái rồi lát con quay vô đoán đón ngoài ra nè. Ha. Đó ở đây à. Dạ, dạ, dạ. Rồi ngoài chờ con chút nha. Đừng nói gì về rồi. Rồi. Nào, let's go. Ok. Trời ơi, ôi cái xe độ nè. Ôi giời. Xe của hai ông anh hàng láng giềng độ giùm đó. Rồi chị Hai ngồi lên luôn, em đẩy ra luôn. Ôi. Hơi khó đó nha, coi chừng. Tôi nghi chắc nó rớt nguyên cái hàng này ra cái này xuống qua. Trời sao đợi mình cứ phải điều khiển các phương tiện giao thông mà chưa. Đều là những cái phương tiện giao thông rất là đặc biệt như vậy trời. Rồi lần đầu tiên mà điều nguyên cái xe gọi là nguyên cái lò bánh rồi nồi bánh rồi của ngoại chính từ trong nhà mà đi ra ngoài đường đó. Ông gì hay? Dạ. Chứ xưa giờ là làm gì có đâu. Dạ không. Xưa giờ là ngồi chỗ đó, bữa nay tôi đưa được ra ngoài nè. Đó từ trong hẻm mà ra mặt tiền luôn, ra ngoài mặt lộ luôn á. Đó nhỏ. À nó dằn á. Chắc là cái này phải bưng đi quá. Dạ. Thôi vậy cái này bưng cái này đi. Đây nè chị Hai nè. Đó chị Hai để cái này dưới đi. Đó. Đó chị Hai ba bưng cái đó là hợp lý. Năng không? Không không. Dạ rồi, rồi. Rồi cái này em đẩy được. Đó. Vậy đi cho nó chắc ăn. Đấy. Rồi, hay quá, rớt cái GoPro luôn nè ông ơi. Rồi ông. Điều khiển. Rồi con cẩn thận nha con, chú cái xe này khó điều khiển lắm con ơi. Chú lạng nó đổ mồ hôi luôn nè. Trời ơi. Cuối cùng là cái thách thức lớn nhất không phải là đổ bánh mà cũng không phải là làm bánh mà cuối cùng là điều khiển cái xe này. Làm sao để nó ra đến điểm đến an toàn chứ không nó ụp hết là coi như tôi xong tôi luôn.
đó, quẹt vô một cái đền xe hơi nữa, đổ nợ nữa. Dạ. Dạ bán bánh kẹp anh. Lát ra ông mua ủng hộ em cái nha. Đẩy xe mà quýu luôn á. Ờ dạ con. Lát ra ủng hộ chú cho con. 50 ngàn hai cái nha. Chỉ có độc nhất ngày hôm nay nên mới có giá đặc biệt vậy đó. Ờ chú đẩy cũng mệt quá trời còn chọc tôi nữa. Cái bánh này nó muốn quẹo kiểu gì nó quẹo à. À, nó không có theo sự điều khiển của mình cho nên là trời gồng mỏi tay luôn á, nổi chuột luôn á. Ừ. Rồi xong. Về lại. Hả? Dạ xuống hôm qua. Cái này gọi là tay lấy lụa đó. Rồi à, chào con. Trời ơi, thấy cái đường cái nó thấy mừng gần chết luôn. Cái vụ vậy vậy. Cái vụ mà vừa vớt cái đùng ngát hồn nghe trời. Rồi xuất sắc. Rồi ra tới đèn xanh đèn đỏ luôn mới ghê chứ. Dạ. Trời ơi chuyện nhỏ. Thì anh em bán với ai bán trời, anh hỏi câu em nghe quê quá thiệt luôn á. Rồi. Trời ơi, cặp bến an toàn. Ồ, xem chút xíu giật chứ. À, quý vị các bạn thân mến, đẩy được cái xe từ ngoài kia. Một đoạn đường dài ra tới đây cũng nóng rã luôn. À, mỏi tay quá. Rồi, các bạn vô, các bạn nào phụ nè, vô cho ra hai cái bánh nè. Một bao hai bánh, một bao hai bánh thôi. Rồi, cảm ơn em trai. Quay lại kiếm anh. Chào em, nó gửi cho bà Diệu. Anh Khánh, anh Khánh. Rồi, anh Khánh đồ cổ, cảm ơn Khánh đồ cổ nha. Okay. Vì hai giờ ngoại là bán một cái bịch như vậy là 5 cái. 5 cái 10 ngàn. Bữa nay là mọi người thấy còn chỉ có hai cái bánh thôi nha. Đúng không? Vậy là hai cái hôm nay mình sẽ bán hai cái là 40 ngàn nha bà con. Là lý do vì ngày hôm nay chỉ có 350 cái. Dự kiến là ráng bán 500 cái rồi ráng bán cho cái doanh thu nó khá khá. Cứ trung bình đi bà con, cứ tính đi, một cái bánh là đổ mất cho tới lúc ra lò luôn là mất khoảng 2-3 phút. Thì nếu như mà muốn làm 500 cái thì bà con cứ chia thử. Đó. 2-3 phút thì tính ra là khoảng 1.200 phút. 1.200 phút chia ra là 20 tiếng đồng hồ. Hôm qua là chị Hai đã cố gắng hết sức, chị Hai đã cố gắng hết sức nhưng mà vẫn không thể được 500 cái. Được có 350, hôm nay ở đây giờ ở đây chút xíu nữa là mình với Hai sẽ cố gắng đổ 50 cái nữa 400. Nhưng mà mình sẽ phù phép đoạn cuối sẽ có 100 cái nữa, bà con tin không? Rồi thôi giờ mình ở đây cùng với các bạn này mình vô bánh. Ok rồi tôi cột lại luôn. Rồi. Còn cái lẻ. Qua cho anh cái lẻ chứ. Đó. Thưa quý vị các bạn, bây giờ tổng cộng ở đây là 350 cái. Rồi mình với dì Hai nếu mà nướng ở đây nữa, nếu mà nhanh lắm được 50 cái nữa là khoảng 400 cái. Mà chỉ tiêu ngày hôm nay là phải 500 cái thì làm sao ra. Mọi người nhìn thấy cái đó, tôi tính mà tôi tính đầu tôi không còn một cọng tóc là mọi người biết rồi đó. Thế nào tôi cũng sẽ tính ra 100 cái. Và đây là 100 cái đâu. Đây. Giấu. Đừng cho cô thấy. Che lại. Đó. Rồi đây là hàng giấu nha. Đó, là nãy mình kêu với các bạn này đi tranh thủ mua thêm 100 cái nữa. Đó, ở đây khoảng cũng được mấy chục cái. Cái này còn 70 cái. 70 cái, trời được 70 mà vẫn thiếu 30. Rồi ráng kiếm thêm 30 cái nữa đi nha. Em đi hết Cần Thơ. Đi hết Cần Thơ còn có 70 cái. Dạ. Vậy là hôm nay có 470 cái thôi nha bà con, đúng chính xác là 470 cái. Dạ, mình chơi công thức giống hôm qua đi nha. Đó, đây là tuyệt chiêu ngày hôm qua mình đổ.
xuống cái nó ra, chập xuống lại, nhập lên. Ôi quá ngon. Đã 4 giờ rưỡi rồi, bây giờ chắc là mình sẽ tranh thủ mình chạy vào trong kia đưa ngoại ra đó, làm sao mà thuyết phục ngoại mà đi ra đây. Rồi em chạy chậm chút nha. Rồi. Rồi. Xong rồi, giờ mình ra mình bán hen. Rồi đi, con dắt ngoại đi nha. Hả? Đi ha. Đi đâu? Dạ đi ra trước bán bánh kẹp. Hả? Đi đang ra đầu đường bán bánh kẹp. Đi ra viện con hả? Dạ, không ra ngoài đầu đường nè. Không, 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 không hả? Dạ. Không đi đâu hết. Đây lấy này ra. Dạ. Lấy này ra không? Lấy cái nào? Lấy ra không? Không, không sao, ngoại cứ đi. Hả? Đi. Ngoài ra ngoại ngồi, ngoài con ngồi coi con bán. Hả? Ngoài ra ngoại ngoài ngồi, ngồi coi con bán thôi. Nè. À cái cục này lấy hả? Không ra không? Dạ không, không sao, không sao. Lấy ra đi. Dạ. Hả? Dạ không, ngoại cứ để đi, không sao đâu, không sao. Để đi, có ai nghe? Dạ, có nghe chứ. Bỏ cái máy thu âm cho nên. Thôi giờ con dắt ngoại ra trước chơi ha, đi cho mát ha. Hả? Đi trước ra trước cho mát. Đi, đi con chơi. Dạ không đi được rồi. Thôi con đưa lên xe hơi con nha. Ừ, đi không được. Ai vợ mỏi lắm, đi đi. Hay lắm rồi, chơi quý vị các bạn. Thôi chắc lấy cái này ra cho ngoại đi học được. Rồi vậy là ngoại khả năng là ngoại đi không được. Đó quý vị các bạn thấy nói chung là ngoại nó đi chân đau lắm, mỏi lắm, không có mà cố gắng cũng không ra ngoại được, đau đớn không? Chừng nào gì vậy? Dạ chưa, giờ con bán bánh ngoài kia cho ngoại đó. Rồi dằn ngoại ra, giờ ngoại đi không, con cho xe hơi chở ngoại ra trước ngồi coi. Không, không đi được. Không đi được hả? Ừ. Ngoại bệnh quá. Đó, ngoại bệnh quá ngoại đi không được nha bà con. Dạ. Xem như hãy nhìn thấy bà ngoại qua hình ảnh của dì hai. Đó quý vị các bạn thân mến, nói chung mình đã cố gắng hết sức ha. Tất cả mình cũng muốn là làm sao có nếu mà ngoại ngồi xuất hiện ở phía trước thì rất là hay. Đó nhưng mà như quý vị các bạn thấy rồi, cái đường này thì nó nhỏ nên là không thể nào tổ chức ở đây được, phải đưa ra ngoài kia bán. Nhưng mà nhiều khán giả đang muốn nhìn ngoại, thôi mọi người tranh thủ cái livestream này bà con nhìn ngoại nha, nói chuyện với ngoại một chút nha. Và mình tin chắc rằng tất cả quý bà con cô bác mạnh thường quân từ gần xa đều cũng thông cảm cho cái tập tiếng rao đợt này, tức là nhân vật chính vẫn là ngoại nhưng mà nhân vật chính giờ không thể ngồi bán được nữa đó, và cũng không thể đi ra được di chuyển cái điểm bán luôn, cho nên là rất là tiếc. Là mình cũng mong là quý khán giả thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ. Trời, tính trang bị cái khăn rằn luôn nè, đó mình cái ngoại cái nè đó, để quấn khăn rằn cho ngoại, là ngoại ngồi rồi hai bà cháu ngồi cho nó điệu đàn, cuối cùng là hay bởi vì đâu phải những chuyện gì mình muốn cũng làm được đâu, đúng không bà con? Cảm ơn phường An Hòa đã ưu ái dành cho mình cái nhà thông tin của phường hôm nay. Dạ cảm ơn phường An Hòa, phường An Hòa rất là dễ thương. Ở đây còn có các anh dân phòng rồi các anh địa phương cũng đang hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Dạ, cảm ơn các anh. Vô bao tiếp đi. Rồi bà con đón đầu tới đông rồi, còn mấy phút nữa ban tổ chức ư? 6 phút nữa hả? Rồi. Rồi quý bà con cô bác chờ xíu nha. 5 phút nữa thôi. Nhanh đi chú ơi. Nhanh đi chú ơi hả? Rồi mọi người vui lòng chuẩn bị trên tay mỗi người 40.000. Một cái 20.000, một bịch hai cái 40.000, ủng hộ bà ngoại nha. Dạ quý vị các bạn biết không, một cái bình thường là 2.000. Một cái là 2.000 mà bữa nay là mình bán một cái 20.000. Rồi ai muốn cho thêm mình cho nha. Rồi bắt đầu. Rồi bắt đầu chúng ta bán rồi nha. Rồi mình để đây nghe. Rồi bà con ơi, chuẩn bị rồi bán, mua bán nha. Rồi cảm ơn. Trời, mọi bà vô nữa. Rồi cứ một bịch là 40.000, còn ai muốn cho nhiêu cho, mà ai không có tiền cũng bán luôn. Rồi đây con bao nhiêu? Trời ơi con có 10.000 á, con ơi.
Rồi con mở hàng 10.000 đúng không? Thôi đừng ai mở hàng tôi kiểu đó nữa nha. Rồi con, đây. Nhưng đây con này bù lại nè, 50.000 thấy chưa? Trời ơi, cô mua hai cái 200 đây bà con ơi. Cho anh chàng pháo tay đi nào, cô mua hai cái 200 nè. Dạ cảm ơn cô nhiều. Rồi, hai cái 200. Yeah. Một bọc 200. Rồi đây hai cái 200 luôn. Wow. Trời bữa nay chắc phát kỷ lục rồi. Tắm bịch làm, thôi con mua chừa bà con với đi. Ít lắm, mày ít lắm. Chị lấy cho con 3 bịch đi. 3 bịch phải không? Dạ. Rồi 3 bịch là 120 đúng không? Nha, nhường lại cho chú biết là con mua về cho người nhà đúng không? Rồi bánh kẹp nướng đi. Rồi 50.000 một bịch. Trời ơi, mà con mua sọc quá vậy. Bịch 40 mua 50 không à. Rồi con một bịch đi rồi. Rồi bịch chú 40 mà con bán cho con 30 luôn nha, chơi luôn nha. Ok con. Rồi đây con. Rồi cảm ơn con nha. Trời ok, một ok nhẹ nhẹ như vậy. Ủa sao có 20 quá? Thiếu chú 20. Ngồi thối hả? Thiếu tôi 20 quá. Rồi cảm ơn con nha. Trời dễ thương quá, mọi người mua con bịch còn chiếc tôi nghi lắm không? Lát ôm hết quá, ôm hà, ôm xô quá. Bà con cô bác ơi, chạy tới đi nha. Còn bánh còn nhiều lắm nha. Chết tôi luôn á. 500 anh em ở Cần Thơ đâu, chạy tới đi, trời ơi. 100 ngàn tiền bánh phải không? Rồi, ok con. Này, 80. Rồi, ok nha con, rồi thôi. Thôi con 100 ngàn này, thôi con 100 ngàn này. Đây con, thôi con 100 ngàn này. Ủa cho luôn hả? Nhiều vậy? Rồi bé mua 2 bịch là 200 ngàn luôn là dễ thương không? Rồi cảm ơn con nhiều nha, cảm ơn bố nha. Chú ơi, tụi con là fan của chú nên có phần quà tặng. Ồ, cái gì vậy con? Ôi, mật ong nguyên chất luôn nè, dễ thương quá trời, quá đã luôn. Rồi nè, tiếng gào thánh thót vang xa. Dạ hả? Trời chứ. Rồi. Ai chưa uống mà rau nè. Ai bánh kẹp nướng không? Đó, chưa uống mà rau. Ôi hai bịch, ôi hai bịch 500 ngàn luôn. Ôi hai chồng dễ thương vậy. Dạ, 100 đi. 400 thôi là 400. Rồi con, rồi cảm ơn con. Hỏi thối luôn hả? Dạ, bao nhiêu? Rồi, một bịch 40 ngàn. Dạ. Hỏi thối luôn hả con? Rồi, trời ơi, toàn khỏi thối mà sướng gì đâu á. Phải chi mà mình bán mì vậy cũng được ha. Anh có 10 ngàn. Rồi, thôi được rồi, 30 được luôn. Trời, cũng ráng đưa 10 ngàn nữa. Thôi kệ lấy luôn chứ sao giờ. Rồi, em khỏi bánh luôn mà đưa 500 luôn hả? Em mua mấy bịch? Hai bịch, rồi ok. Hai bịch 500 ngàn, trời ơi. Chết luôn. Bán cái này chắc mau giàu lắm luôn á. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Tôi từ đây, từ Vĩnh Long cho qua. Mới ba bà cháu hôm nay. Trời, hôm nay qua ủng hộ gì hai ngoài chính ha. Mới có 5 giờ 15 phút à. Một bịch là bao nhiêu? Một bịch là 40 ngàn. Rồi em gửi 50. Rồi em gửi 50, cảm ơn em nha. Rồi ok em, cảm ơn. Đây là của một bạn ở xa gửi. Bạn ở xa gửi cho dì luôn. Đây, một bạn ở xa gửi cho dì luôn. Đó. Rồi một bạn ở xa gửi cho dì 1 triệu nha. Đó, nhờ bạn này nha, cảm ơn. Cảm ơn em, bạn trai ở xa nha. Rồi đây, bánh. Lâu lắm mới gặp biên tập viên đây. Dạ. Bây giờ nghỉ thôi. Dạ, mình hết thời rồi. Giờ hết thời thì đi bán bánh kẹp. Đó. À ngày mai. Đó hôm nay mình hy vọng là mình sẽ bán được 500 cái nhưng mà giờ chỉ may lắm được 400 cái thôi à. Ở ngoài đẹp trai với chú. Hả? Con nói lại chú không nghe rõ con. Ở ngoài đẹp trai quá. À đúng rồi, nói lớn nữa con. Rồi hồi nãy em ghé lúc anh mới mở hàng luôn á, anh mới lại quay luôn á. Ủa vậy hả? Ồ xong rồi em chạy đi vòng quay lại. Đúng rồi, em chạy xe nè. Rồi rồi, cảm ơn em nha. Rồi, mình còn tới 45 phút nữa nha bà con ơi. Mấy hôm nay không mê vợ. Đừng nói vậy, em buồn sao không nhắc vợ tới luôn. Dạ em độc thân. Dạ. Trời ơi, vậy nó nói có vợ. Cảm ơn anh. Dạ, bánh kẹp đây. Dạ, dạ bà ngoại ở trong nhà, bà ngoại đi không nổi. Dạ. Dạ, thưa chị, đây. Ừ, khách quen đó nha. Dạ, em nhớ. Từ bệnh viện đi ra đó. Dạ. Đó, gỏi đu đủ gì cũng ăn hết. Dạ, gỏi đu đủ rồi bánh bò nướng. Đó, có hết luôn, trời ơi. Dạ, gửi bà ngoại dì hai 1 triệu đây. Dì hai không? Đây một hai cái bánh 1 triệu nè đó. Dạ. Đó chị là ủng hộ tiếng rau liên tục. Dạ. Mở đường Tân Hòa Đông số mấy mà tìm hoài ngoài nhà trển á. Tân Hòa Đông hả? Ngay Summer Square. Ủa vậy chị không phải gửi đây hả? Ở nhà Bình Phú mà xuống đi công tác mà hưu rồi. À. Mỗi lần chương trình anh mở để em chạy với mẹ luôn. Trong bệnh viện đó chích thuốc bỏ chạy đi đó. Trong bệnh viện chích thuốc mà chạy ra luôn. Dạ cảm ơn chị. Hủ tiếu A Đại rồi. Trời ơi, hủ tiếu Nam Giang ở Đại Cần Thơ nè, đó một cái bánh. Dạ. Một túi bánh 1 triệu nữa nè. Rồi hôm nay phát kỷ lục luôn. Rồi, hỏi vô, cảm ơn nha. Bánh vẫn còn nhiều lắm bà con ơi. Tới liền.
20.000 một cái bánh kẹp nướng đi. Bánh kẹp này là đắt nhất thế giới đó bà con ơi. Rồi, ok, cảm ơn tụi con nha, hai đứa con đi đường này luôn, ok. Trời, rất nhiều bé nha, các bé nhỏ 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 rất là nhiều luôn rồi cho con. Con mua mấy cái, một bịch đúng không? Rồi, cảm ơn con nè, một bịch 40.000, rồi, quá dễ thương. Dạ, cảm ơn chị nha, dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị, ôi, chào con. Sáng con mới coi cô chú. Ờ, sáng mới coi cô chú hả? Rồi, cảm ơn con nghe, trời. Bà con ở Cần Thơ rất là trật tự cho nên là rất dễ bán. Nhưng mà rất là đều luôn, nãy giờ là chưa có nghỉ ngơi, chưa có ngừng gì hết đó nha bà con cô bác. Rồi bắt đầu hoàng hôn bắt đầu buông xuống rồi. Dạ. Trời ơi, đâu ra tiếng rau hay vậy trời? Dạ con mới tậu. Trời ơi, mới tậu luôn nè. Dạ, trời ơi. Trời ơi, đồ đẹp quá vậy. Dạ. Mới mua hả? Dạ. Trời gì không nói để chú tặng. Chú đẹp không? Gì con? Tặng sao cũng được. Tặng sao cũng được hả? Rồi. Rồi cảm ơn con nha. Dạ. Rồi ok con. Còn bao nhiêu phút? 30 phút. Rồi 30 phút bà con ơi. Trời ơi, còn nhiều lắm luôn á, chắc còn phải một cả mấy trăm bịch á. Rồi đừng nói tôi ôm xô này nha, chết tôi luôn á. Rồi các bạn đứng ra ngoài quắt bà con vô mua ủng hộ đi. Chết tôi rồi. Rồi chắc chỗ này phải ra đứng giờ đứng chặn đường quá. Rồi thôi ra đây đứng chặn đường đi cho rồi. Rồi ok. Kiểu này không hết nổi rồi. Rồi ra đây đứng chặn đường đi. Rồi bà con quắt ơi. Bánh kẹp nướng đây 40.000. Rồi ghé vô. Rồi phải đứng lòi ra vậy mới hy vọng bán được. Đây con, ra đây nè con. Ok con. Bánh kẹp nướng đây bà con ơi, bánh kẹp nướng nóng giòn đây. Ồ, đẹp trai quá. Trời ơi. À, cơm ếch Cần Thơ, trời ơi, hai đứa hai bịch mua 2 triệu nè bà con thấy không? Đã chưa? Bên kia bán 2 cái giờ bán hết luôn nè. Rồi đây con. Rồi ok con. Ôi rồi. Một bịch hả con? Rồi đây con lấy đi. Bánh kẹp nướng đây bà con ơi, ghé vô. Bánh kẹp nướng rẻ nhất thế giới đây. Bánh kẹp nướng rẻ nhất thế giới đây, có 20.000 cái. Rồi vô đây con. Trời ơi, tôi nhìn vô còn quá trời vậy. Rồi, bánh luôn. Hả? Ok con. Rồi, tấm hình luôn nha. Sắp hết giờ rồi. 40.000 bịch đây bà con ơi, vô rồi. Rồi, lẹ lên con, hết giờ chú rồi, mau lên. Rồi, ok, nhanh lên. Ghé lại, đừng dòm tôi. Ghé vô. Đây con, rồi, ok con. Rồi, vô tiếp, có ai đúng không? Trời, hết rồi hả? Gì đau lòng như vậy? Hơi buồn rồi nha. Rồi thôi ôm xô ăn hết luôn đi nha. Ôi con, rồi đây con, dạ chào con. Rồi cảm ơn con nghe. Trời, ra đứng ngàn ngã tư mà cũng chưa ổn luôn. Rồi quý bà con ơi, đang xem livestream ai ở Cần Thơ chạy tới liền 233 đường Nguyễn Văn Cừ nha, phường An Hòa thành phố Cần Thơ nha bà con ơi. Vẫn còn nửa tiếng nữa mọi người chạy ra lẹ giùm mình nha. Còn một đống này nhiều quá trời quá đất luôn nè. Bán 500 cái bán không hết luôn nè bà con ơi. Ai, bánh kẹp nóng giòn đây. Trời ơi. Rồi còn có 2 rổ à bà con ơi. Ráng giúp giùm tôi đi bà con ơi. Rồi đấy, anh vừa nói có người tới liền. Hay quá anh ơi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi. Thôi bây giờ là bây giờ không giới hạn nữa, bán luôn là mà muốn nhiều bịch bán nhiều nè. Dạ chị mua mấy bịch ạ? Em mua một bịch. Một bịch 40.000. Hỏi thối hả? Thôi lấy thêm bịch nữa nè, khuyến mãi nè. Rồi ok. Đó, mua bịch tặng bịch luôn. Giờ mua bịch tặng bịch. Rồi thôi, một bịch tặng bịch luôn. Đó, bây giờ là tới giờ là một bịch tặng bịch rồi đó. Rồi, một bịch 40.000 nha. Mua một bịch tặng bịch nha. Dạ, có mua một bịch. Một bịch hả? Dạ. Rồi, kiếm bịch nào giòn giòn á. Trời, nhỏ này ác dễ sợ luôn nè. Đây, một bịch. Một bịch tặng bịch nha. Không mua một bịch phải không? Rồi, tặng con thêm bịch nữa. Ok, 2 bịch. Mình có cách hết. Làm thế nào để mình bán cho nó kịp giờ. Dạ, bán một bịch. Bán bịch rồi, bịch tặng bịch luôn. Đó, dạ. Ừ, trời sộp luôn mà, trời ơi. Giờ cuối rồi, còn có 15 phút mà. Không, bắp nướng không? Dạ, không có bắp nướng anh ơi, tự nhiên tới đây hỏi bắp nướng. Rồi, tới đi bà con ơi, sắp hết rồi, còn có 200 cái. Trời ơi, bữa nay tôi xuống ra tôi đại 2 giá, mà không ai ghé vô hết trơn à. Trời ơi, còn có 10 mấy phút mà. Đây con, rồi, gửi con. Rồi đó, một bịch tặng một con bịch luôn nha. Ok, rồi, cảm ơn con gái. Rồi, một bịch tặng bịch cho con em á, thấy mừng dễ sợ vậy, dễ thương vậy. Thôi. Rồi, phải đảo ra tiếp rồi. Giờ đội rồi, chơi cái mâm này cho nó bự nè. Rồi, cái chỗ này chắc phải còn cả 100 bịch á. Chết tôi. Giờ này tan tầm tại về đông lắm nè. Đúng ra là tại hôm nay thứ 6 á, mình bán trễ chút xíu là ok lắm luôn á.
một bịch hả? Rồi ok em, lấy một, rồi một bịch tặng em bịch luôn. Đó. Ừ, một bịch bằng bịch mà giờ tới giờ khuyến mãi rồi. Giờ cuối tôi giờ khuyến mãi không kịp giờ. Rồi bây giờ chương trình mà mua một tặng hai, mua một tặng hai. Một cái 40 tặng hai cái. Rồi một bịch phải không? Rồi đây con một bịch tặng con hai bịch. Rồi mua một tặng hai luôn. Rồi ok con. Hết giờ rồi. Rồi con vô một bịch thôi con. Rồi là con lấy đi con. Rồi mua một tặng hai giờ cuối rồi. Dạ đây em gửi chị một bịch. Rồi đây là khuyến mãi hai bịch. Sắp hết rồi. Lên. Để qua. Một tặng hai rồi. Ok cảm ơn con. Rồi giờ là mùa này giờ là một tặng hai đó. Chú coi. Thấy chưa mẹ? Thấy chú coi em nè. Rồi dạ chào chị. Xin chào chị rồi. Ok con. Rồi để con. Rồi. Còn 10 phút, còn 10 phút bà con ơi, lại mình ô. Rồi không sao đâu, cùng lắm mình mua mạo hết cho ekip hay gì đâu. Rồi, một bịch 40 ngàn, một bịch tặng hai bịch, một bịch tặng hai bịch đây. Bán lỗ luôn đó, chịu bán lỗ luôn đó. Đây con, rồi là ba bịch. Rồi bà con bác ơi, ôi, trời Cần Thơ xong đây, Cần Thơ vắng quá vậy. Rồi con, bước vô con, nhanh lên con. Hết giờ con chú còn lẻ lắm. Rồi, mua một cái tặng hai cái. Đó, không? Không, chương trình khuyến mãi mà. Thôi để tặng mọi người đi, cho em chụp. Tôi năn nỉ khuyến mãi mà trời ơi, ác với tôi quá. Trời còn 8 phút kìa, làm sao bán hết cái rổ này nè. Rồi đang làm thấy chú. Ừ, con mua mấy bịch? Dạ, 2 bịch ủng hộ. Rồi, 2 bịch đúng không? 2 bịch ủng hộ 400 đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ chú đang nhìn khuyến mãi cho con, cầm cho chú thêm 4 bịch nữa. Đâu. Rồi, ok con. Rồi, cảm ơn chú. Đó, chú rộng rãi lắm nha. Dạ, em mua 2 bịch. 2 bịch hả? Không, một bịch 40 ngàn. Rồi, tặng thêm 2 bịch. Là 3 bịch luôn. Rồi, vô đây. Đó. Thế giờ mua 1 mà được 2 luôn. Mày đặt mua 2 làm chi? Đây con. Rồi, 1 tặng 2 luôn. Dạ, 1 tặng 2 luôn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đó, tính mình rộng rãi lắm cho nên bà con cô bác đừng có hỏi mình tại sao nha. Đoạn cuối mình hay khuyến mãi lắm. Mấy khán giả nào lỡ mua đầu tiên chắc đau lòng lắm. Chửi ông nội này, ông lúc đầu ông không có cho tôi khuyến mãi gì chứ. Sắp hết rồi, để coi đếm còn bao nhiêu nè nha. 1, 2. 2, 4. Mười chín, 20, 22, 24, ừ cứ cho bà con lên đi chứ. 26, 28, 30, rồi 30 chỉ cần 10 người nữa là hết rồi. Rồi dạ. Dạ rồi. Rồi bánh cho bà, trời ơi bánh cho bà mà 1 triệu nè. Cầm lên rồi. Một cái tặng hai thôi. Rồi lấy một phần để nhường cho người ta đi. Không sao đâu, không sao. Anh hết giờ rồi, sắp hết giờ bán rồi. 6 phút nữa. Rồi còn 6 phút nữa đây bà con ơi. Dạ dạ. Đây. Rồi được con nè, rồi. Không, một cái tặng hai cái con. Một cái tặng hai cái, cầm giùm. Rồi. Trời ơi chê luôn. Trời ơi chê luôn. Trời ơi chết trả lại tôi chết luôn. Rồi một bịch tặng hai, một tặng hai rồi. Đây gửi chị tặng hai đây. Đó. Quê ha. Ok. Hết sắp hết giờ rồi hai chết cha. Rồi, một cái 240 ngàn nha con. Rồi ok em rồi, bắt tay em nha. Rồi. Rồi một tặng hai. Dạ rồi, xin chào tạm biệt quý khán giả trên livestream này. Kính thưa quý bà con, cô bác, như vậy là chỉ còn ít phút nữa nhưng mà hiện tại ở đây bây giờ mình cũng chỉ còn có mấy cái thôi à. 1, 2, 3, dạ còn có 4, 5, 6 cái thôi bà con, cô bác ơi. Dạ xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý bà con, cô bác, quý mạnh thường quân nha. Cảm ơn và xin chào tạm biệt quý khán giả, xin chào tạm biệt khán giả Tiếng Rau, Cần Thơ. Rồi. Dạ, chào anh. Ồ, dạ. Gà Campos. Em chào anh. Gà nướng Campos. À, gà nướng Campos hả? Trời ơi. Ôi, gà nướng Campos toàn cuối. Gửi 5 triệu. Rồi, gà nướng Campos 5 triệu rồi. Ok, rồi đây gửi gà nướng Campos. Rồi, ok. Rồi, y như vậy luôn. Một cái tặng hai cái. Rồi đây. Rồi, nha, cầm ba bánh may mắn nha. Rồi, cảm ơn anh em nha. Rồi, ok em. 3 phút mà còn hai cái cuối cùng rồi nè. Rồi, đánh ơi, đây. Vậy con mua hai cái hả? Em một cái ha. Rồi đây gửi em một cái nha, cảm ơn em nha. Rồi một cái cuối cùng bà con ơi. Trời ơi đó, nãy giờ tôi kêu quá trời luôn, không ai đến. Giờ tiền đến rồi, tôi nãy tôi bán khuyến mãi tùm lum hết. Nãy biết vậy tôi đừng khuyến mãi, tôi để dạch tôi bán tiếp. Thôi giờ cái này đấu giá nè, cuối cùng cái này 5 triệu nè, em mua không nè? Không mua tôi ăn nè. Trời ơi, anh chị này ủng hộ lại bánh kìa. Ôi có người ủng hộ lại bánh kìa, dễ thương quá nè. Rồi em đưa cái máy qua đây cho các bạn chụp luôn đi. Thôi. Trời ơi bây giờ người ta bây giờ bán ngược lại cho tôi hả? Trời ơi bây giờ bà con đưa ngược bánh lại cho tôi bán hết giờ rồi. Rồi tiếp tục con. Rồi còn ba cái cuối cùng nha, mọi người mua một cái thôi nha. Ok con, gái rồi, cảm ơn con, ủng hộ bà nha. Rồi ok con, rồi còn hai cái cuối cùng. Rồi đây một cái, rồi vậy cái này cái cuối cùng nha.
Trời ơi, cảm ơn con cả 200 ngàn cuối cùng luôn, cảm ơn rồi. Ủa. Ôi, rồi, kết thúc bà con ơi. Hả? Dạ, Mạnh Thường Quân gửi. Rồi, Mạnh Thường Quân gửi nữa hả? Dạ, hết bánh rồi. Hết bánh rồi. Dạ. Dạ, không cần mua hả? Dạ, thưa chị. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Dạ, dạ. Dạ, được, dạ, được, dạ, được. Hết bánh luôn rồi. Thôi còn cái bánh bể đi được không? Ăn bánh. Thôi bánh khác mình ăn đi. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau một tiếng đồng hồ bán hàng từ 5 giờ đến 6 giờ chiều. Lúc đầu là mình nghĩ là ngày hôm nay chắc chắn là một ngày vô cùng khó khăn rồi và có thể khả năng là sẽ thất bại. Nhưng không ngờ tất cả mọi thứ lại gió xoay chiều và lại tiếp tục một cái kỷ lục bán hàng nữa tại Cần Thơ. Quý vị các bạn biết không là tổng cộng là 400 cái, 300 cái là 350 cái là dì Hai chuẩn bị trước. Rồi còn lại là 50 cái đổ tại đây và có thêm 70 cái. 70 cái nữa là mình hơi lấu cá nãy mình đi lạng, em mua thêm 70 cái ở ngoài nữa. Tại em biết thế nào bà con người ta mua cũng không bán kịp. Nên là có 70 cái kia và 70 cái kia mà nếu nó không đạt đủ chất lượng thì cái này là do mình nha bà con. Dạ thưa chị, bán tại chỗ thôi. 25.669.000. Thật sự là một kỷ lục mới và mình sẽ không thể làm được điều này nếu mà quý vị không có sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Và số tiền này em xin gửi cho chị. Chưa hết, con số mà không bán mà vẫn được sự đóng góp của quý bà con cô bác. Tổng cộng là khoảng 95 triệu cho hai đợt. Con số tổng thu được là 120 triệu. Xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các Mạnh Thường Quân, tất cả quý bà con cô bác đã thương yêu Tiếng Rau 4.0, đã thương yêu các nhân vật của Tiếng Rau và đặc biệt đã dành riêng cái tình cảm cho dì Hai, con gái của ngoại chính. Ngoại chính năm nay gần 100 tuổi. Đó, xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả, tất cả quý Mạnh Thường Quân một lần nữa. Dạ, dạ thưa chị, chưa hết. Đây là còn một phần quà của chương trình nữa. Đây là tiền mặt của chương trình. Đó, chương trình Tiếng Rau là mỗi nhân vật là có 3 triệu để góp phần giúp đỡ thêm cho bà con Tiếng Rau là thêm 3 triệu nữa. Rồi, ở đây có mấy phần quà của chương trình Tiếng Rau. Đây, một cặp nước mắm 10 độ của Colorman là của em đó. Rồi, gạo. Chị này là ngoại ăn cơm này, là chị nói cơm này là gạo của chú Điền nha. Rồi, nước mắm của chú Điền luôn nha. Đó, chắc là chị Hai... chị Hai cũng xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân và cô chú, các cháu cũng hết lòng thương mến ngoại với chị Hai. Cũng không biết nói gì hơn. Thôi, chỉ có bao nhiêu vậy thôi, quá xúc động luôn. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tiếng Rau 4.0 tuần này sẽ được khép lại tại đây. Sau bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng Colorman cùng Tiếng Rau 4.0 cũng đã thực hiện được một chương trình dành riêng cho ngoại chính, huyền thoại bánh kẹp nướng tại Cần Thơ, và dì Hai là con gái lớn của ngoại cũng đã cùng với mình cố gắng bán được 500 cái bánh kẹp. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tiếng Rau 4.0 tuần này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiếng Rau 4.0 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân phối hợp thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của nhãn hàng nước mắm Colorman. Quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý bà con các bác. Vỗ tràng pháo tay. Tôi gánh hàng rong, tôi bước vào trong cuộc đời. Trong nôi là tiếng Rau. Nuôi lớn đời tôi. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Tiếng Rau 4.0. Hôm nay thì mình sẽ giúp dì Nía bánh tay Yến tại Bạc Liêu. Quý vị và các bạn có thấy ha, mình đầu tư một chiếc xe. Đó, xe này bốc đầu được luôn nha. Vừa chiên vừa ăn, rồi lát vừa bán luôn. Ai, bánh tay Yến không? Đây là chiếc xe của dì Nía đây, xe độ của dì Nía. Cái xe này vừa chạy vừa đẩy á. Ô trời, hôm nay trời chiều mát đã, dễ sợ luôn nha bà con cô bác.
Rồi bà con ơi, mua nha, mua vô. Một cái có 5.000 thôi nha, bà con tùy tâm nha, cho nhiêu hay nhiêu nha. 5 cái 500, dễ thương quá, à, quá đã luôn. Mưa. Chuẩn bị vô đi bà con ơi. Rồi bà con không quản ngại mưa gió, đội mưa luôn. Bánh tay yến đây, tay yến nóng giòn đây. Đón xem Tiếng Rao 4.0 tập 13, phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ Sáu 15 tháng Giêng năm 2021. Nước mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Con đôi gánh hàng rau.